trên thế giới. Satan được coi là con quỷ nổi tiếng nhất, thường xuất hiện ở nhiều quốc gia. Satan nghĩa gốc trong tiếng Do Thái là kẻ chống đối. Đây là nhân vật xuất hiện trong các cuốn kinh sách của các tôn giáo và trong các nền văn minh của nhân loại. Quỷ Satan có tên gọi khác là Lucifer. Người ta còn phát hiện một quyển sách có tên Cuốn Kinh của Quỷ, không rõ người viết và vẫn là bí ẩn cho tới tận ngày nay. Trước hết phải lưu ý với các anh em, MV chỉ làm với tính chất tìm hiểu, tham khảo và học hỏi, hoàn toàn không liên quan gì đến các tôn giáo và lịch sử. Quỷ Satan không có giới tính, không nam cũng không nữ, nhưng thường được mô tả như một nam giới với cơ thể cường tráng, gương mặt dữ dằn cùng hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu. Trong Kitô giáo, quỷ Satan chính là vị tổng lãnh thiên thần Lucifer hóa thần, vốn là người gần gũi nhất với Thiên Chúa. Lucifer được xem là sở hữu năng lực thao túng, biến đổi vật chất cũng như năng lực phục hồi và chữa lành. Điều duy nhất Lucifer không thể làm được là tạo ra vạn vật bằng ý nghĩ như Thiên Chúa. Quỷ Satan có tiếng kêu như sư tử trống, luôn rình rập để nuốt sống một ai đó. Từ thế nữa, hắn rất đa mưu và thâm độc. Điểm mạnh của Satan là khả năng thuyết phục. Các trò xảo quyệt đã giúp hắn mê hoặc được rất nhiều thiên thần khác làm tay sai cho mình. Thậm chí, hắn còn tìm cách cám dỗ cả Thiên Chúa. Satan có tính cách xảo trá và tàn ác, khiến nó cực kỳ đáng sợ. Không những vậy, hắn còn rất nhiều năng lực siêu nhiên, phép biến hóa kinh người. Với quyền năng gần như tối thượng như vậy, tại sao Lucifer lại tạo phản? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi Thiên Chúa tạo ra con người, trở thành tạo vật được người yêu quý nhất. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo ra trời đất và muôn loài trong 6 ngày. Đến ngày thứ 7, Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra con người, ban cho con người hình hài giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ được Thiên Chúa ban cho quyền được gọi tên mọi loài vật và là sinh vật ở cao nhất của thế giới. Bởi vì con người là sinh vật hoàn hảo, Thiên Chúa ngày càng tâm đắc và sủng ái loài người. Đến đỉnh điểm, Thiên Chúa ra lệnh cho tất cả sinh vật khác, bao gồm các thiên thần phải cúi mình trước con người. Theo kinh Quran, nổi giận vì lòng đố kỵ và cảm thấy bị xúc phạm, Lucifer tự hỏi vì sao Thiên Chúa có thể đặt những kẻ được làm từ bụi đất như con người ở trên những thiên thần bất tử và quyền năng. Satan cho rằng con người mới là kẻ phải thần phục và sùng bái hắn, bởi hắn được tạo ra từ ngọn lửa, ánh sáng đầu tiên của thiên đàng. Satan coi đây là một sự sỉ nhục và sự bất công. Hắn muốn chính mình được ngang hàng với Thiên Chúa, chứ không phải thua một con người. Bất đồng quan điểm với Thiên Chúa, hắn bèn tập hợp các thiên thần khác, những kẻ cũng coi việc cúi mình trước con người là sự sỉ nhục, khi mà họ chính là những tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa. Sự phản bội của Satan đã khiến hắn trở thành kẻ đối nghịch với các thiên thần, cùng với hơn 130 triệu thiên thần khác, gây nên một cuộc nội chiến lớn nhất trên thiên đàng. Trước tình thế đó, Chúa liền ban sức mạnh, gươm, áo giáp và cây giáo thần Login cho tổng lãnh thiên thần Michael để chiến đấu với Lucifer và những thiên thần sa ngã. Lucifer cùng với những thiên thần sa ngã dù có mạnh hơn, nhưng do chênh lệch về số lượng và không thể chống lại sức mạnh của Michael khi được Thiên Chúa ban tặng cho sức mạnh. Bản thân Lucifer biến thành một con rồng dữ tợn, nhưng vẫn thua trong trận chiến tay đôi với Michael. Theo sách Isaiah, Chúa Giêsu đã từng nói rằng ông thấy Lucifer dưới hình dạng một con rồng bị đánh rơi xuống đất như một tia chớp. Như vậy, sau cuộc chiến tranh thiên đường, chúng ta có thể xác định ác quỷ trong Thiên Chúa giáo vốn là các thiên thần. Ví dụ như Valak trong phim Ác quỷ Marcel cũng vốn dĩ là một thiên thần bị thu trọng và bị đầy xuống địa ngục. Sự kiện trên lý giải vì sao các ác quỷ luôn cố gắng trả thù Thiên Chúa
bằng cách cám dỗ con người, khiến họ làm điều xấu để chứng minh rằng Thiên Chúa đã sai. Kết thúc trận chiến, Satan và tất cả các thiên thần sa ngã đã thất bại và bị đuổi ra khỏi thiên đàng như một sự trừng phạt cho sự nổi dậy của chúng. Satan trở thành một trong bốn vị vua cai quản địa ngục cho tới ngày nay.